Yeah, what's up, mình là Tuấn. Thì ở video lần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm tiếng muỗi kêu. Thì tiếng nghe như sau. Thì để làm được cái tiếng muỗi kêu này thì đầu tiên là các bạn sẽ phải thế này nhỉ. Đây là cái răng hai, dùng hai cái răng cửa. Mình sẽ đặt ở dưới cái môi dưới như thế này để hờ. Và mình nói tiếng nu. Và mình sẽ sử dụng môi trên này để điều chỉnh cái âm lượng, nó có thể là sắc hoặc là mỏng hoặc là dày. Thì cái mấu chốt vấn đề ở đây thì các bạn phải bè được cái môi dưới như thế này. Sau đó là để hai cái răng cửa ở đây, thả lỏng thôi. Và mình nghĩ là nó có tiếng giống tiếng muỗi là do cái sự dao động giữa hai cái răng này, môi và một chút nước bọt. Đấy, các bạn ấy thì ngu kẹp như thế này. Thì các bạn làm thật là nhiều. Thì tự nhiên đến một ngày, tự nhiên các bạn đang nghịch mồm như vậy, nhân nu ra một cái, nghe được tiếng kêu như vậy. Và khi đó là các bạn sẽ quen với khẩu hình miệng, và các lần sau là các bạn sẽ làm một cách vô tư là nó sẽ được nghe. Thì đây là mô phỏng tiếng muỗi kêu trong tự nhiên, nhưng mà có thể ghép vào các đoạn melody để mà làm trong các đoạn beat khi phối hợp theo nhóm như nhóm Berry Worm, hay làm những cái tiếng, hay là cái bài Animal. Đấy, thì tiếng này có thể thay các tiếng kèm trumpet, hay là đại loại là tiếng như kiểu tiếng violon chẳng hạn. Đấy, các bạn. Các bạn từ y và từ nu y. Đấy, cái mấu chốt là răng kết hợp với môi dưới, cứ để thả lỏng như vậy và nói hơi ra là nó sẽ ra. Thì chúc các bạn thành công với tiếng muỗi kêu.